cây nữa coi. 1 2 3 4 5 cây, 6 cây. Từ sáng giờ 1, 2, 3, 4, 5, 6 gốc. Mấy này đem gì dưới hả anh sao? Mình gốc này lâu hết sức. Em dưới mấy ông chồng hả? Rồi nó tắm bứng mấy khác vô hả? Thôi nghỉ. Tốt à. Nữa coi cá tỏ tôi dẫn dưới nơi bác bắt thầy tôi đưa mấy đầy nữa có lớp rồi lên mà chia. Đợi cho nội ông lâu quá. Gốc này to lắm, nhìn này xe tải điên lần sao hết ta. Đâu sát chứ á. Sao? Cái lò bộ cái dây lò nó gấp hai người kia cũng phải. Dưới dây trên đầu. Rồi. Chơi một người. Đi luôn. Đi luôn. Hai châu đây luôn. Cái này nhỏ. Ủa lấy cây bạch đàn nè, cắt ra cục chút. Sứa đâu cắt cây bạch đàn nè cục chút. Cắt tới đâu vừa đó. Bỏ chừng 4-5 tấc rồi rồi. Đi chơi xếp xếp chút. Sứa đâu? Sứa lại đâu rồi?
Chở đâu hết nghỉ luôn. Chở đi hết rồi nghỉ. Ai nói gì? Ai có cái tay lòn. Bây giờ ý là chở mở cải sao đây? Xe nút bây giờ. Cản lên. Đâu phải xe nút. Ừ, không phải.